xem phim người lớn trong phòng riêng, nhà quê, xem phim người lớn trong lớp học, nhà quê. Thời buổi này, người ta chiếu cả hai tên trong buổi họp thượng nghị viện cơ. Vì sao nó lại thành ra như thế này? Thì tôi là Hữu Bằng Minh, chuyên tục đài truyền hình nghe người hay. Và đây là Phốt News số 43. Trước khi chiếu hai tên, à không, ý tôi là chiếu bản tin về hai tên, chúng ta cùng đi qua thương vụ lớn nhất trong tuần vừa qua. Video này được tài trợ bởi Revolgy, phần mềm chơi game bản quyền với giá siêu rẻ. Lại là tôi, Minh quảng cáo đây. Các bạn có thể chơi nhiều tựa game bản quyền miễn phí, từ vĩnh viễn đến những tựa game luân chuyển ngẫu nhiên theo tuần khi là thành viên của Revolgy. Còn với một chi phí rất nhỏ để thuê tài khoản hoặc mua vĩnh viễn, các bạn có khả năng truy cập toàn bộ thư viện hơn 500 game bơm tấn và vẫn đang tiếp tục được cập nhật trên nền tảng này. Với tính năng ghim tài khoản cũng như lưu dữ liệu thông minh, các bạn có thể chơi các game online đến offline mà không bị gián đoạn bởi bất kỳ điều gì. Không chỉ vậy, các bạn cũng có thể sử dụng Revolgy để xem Netflix, mua game giá rẻ cũng như là tham gia những sự kiện nhận game được tổ chức đều đặn. Online đều một chút nhận R-Boy là có thể sở hữu God of War PC rồi. Với hơn 4 năm vận hành và phát triển, Revolgy đã có hơn 80.000 thành viên, cung cấp hơn 1 triệu giờ chơi, trở thành một nền tảng cho game bản quyền giá rẻ uy tín cho người Việt. Đừng chần chừ hơn nữa, hãy nhanh tay click vào đường link ngay dưới phần mô tả để đăng ký miễn phí cho mình một tài khoản Revolgy ngay hôm nay. Xong xuôi rồi thì chúng ta quay trở lại với video nào. Microsoft mua đứt Blizzard. Sự kiện được nói tới nhiều nhất trong tuần này là việc ông lớn Microsoft đã tung ra khoản tiền 68,7 tỷ đô la để mua đứt một công ty lớn khác là Activision Blizzard. Tôi nhấn mạnh là mua đứt luôn nha, chứ không phải là mua 5% như Tencent hồi trước đâu. So sánh với khoản đầu tư năm ngoái khi họ mua Bethesda của Todd Howard với giá là 7,5 tỷ đô la, thì thương vụ này đắt gấp 9 lần và gấp hơn 5 lần hợp đồng Mozinga mà Take-Two công bố vào hồi tuần trước. Sau bản hợp đồng mua bán siêu to khổng lồ đi vào lịch sử ngành game này, thì Microsoft đã có đến hơn 30 studio lớn nhỏ thuộc quyền sở hữu của mình, trở thành nhà phát hành game lớn thứ ba thế giới, chỉ sau đối thủ Sony và Thanos làng game 10 xu. Các dòng game nổi tiếng như Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Overwatch, Hearthstone và đặc biệt là con gà đẻ trứng vàng Candy Crush bây giờ đều là tài sản của Microsoft. Theo nguồn tin của Wall Street Journal, tuy rằng trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, Bobby Kotick vẫn đảm nhận chức vụ CEO của Activision, nhưng ông này sẽ được cho nghỉ sau khi thời gian trên kết thúc, dự kiến là vào tháng 6 năm 2023. Đây đều là những công ty tỷ đô, nên phải làm rất nhiều thủ tục trong một năm rưỡi tới thì mới xong. Theo hợp đồng của Activision với Kotick, ông này sẽ nhận khoản bồi thường đến gần 300 triệu đô la nếu bị cho nghỉ việc sau thương vụ mua bán này. Nhiều người bảo là Microsoft muốn Activision Blizzard để cứu công ty này, vân vân và mây mây, nhưng không phải đâu bạn ơi. Tin tôi, các công ty thì hoạt động vì lợi nhuận mà thôi. Chẳng hạn như chính Microsoft cũng đang bận bịu với những cải tổ môi trường làm việc sau khi cái email của Bill Gates gửi cho nhân viên nữ dưới quyền từ năm 2007 được đưa ra ánh sáng, chứ chẳng phải thiên thần gì cả. Thậm chí là khi vụ việc Activision bị kiện được đưa lên báo, công ty này cũng tuyên bố là sẽ xem xét lại mối quan hệ với công ty của Bobby Kotick. Nhưng chỉ 2 tháng sau khi cổ phiếu của Activision giảm đến mức thấp nhất trong vòng 1 năm, thì Microsoft lại quay ngoắt 180 độ xuống tiền mua luôn công ty này. Tôi tin rằng mục đích của Microsoft đã ngày càng lộ rõ và sẽ có một video riêng phân tích nó anh em nhỏ. Bật mí trước cho các bạn là mua Activision không phải để cạnh tranh với Sony đâu. Tuy vậy, thông tin về thương vụ này vẫn khiến cho nhà sản xuất của PlayStation bay hơi mất 13% giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán. Các nhà phát hành khác như Square Enix, Capcom, Konami được coi là mục tiêu tiếp theo của gã khổng lồ Microsoft thì lại có mức tăng 5%, thậm chí Ubisoft có mức tăng lên đến 11% giá trị cổ phiếu. Buổi họp thượng nghị viện Ý bị chiếu phim hai tên. Trong họp thượng nghị viện Ý qua mạng vào ngày 17 tháng 1 vừa qua, giữa lúc nhà vật lý lý thuyết đặt giải Nobel 2021 Giovanna Badici, Giorgio Badici chuẩn bị phát biểu, thì một user có nickname là Alex Penn đã chiếm quyền điều hành, chuyển cuộc họp sang chế độ trình chiếu và bật một đoạn phim hai tên của Tifa. Chưa dừng lại đó, tranh thủ lúc các nghị sĩ không kịp trở tay, kẻ này còn show một clip của nhân vật Sang Linh trong Genshin Impact. Tifa là một nhân vật nữ nổi tiếng, góp phần tạo nên thương hiệu và sự thành công của Final Fantasy nói chung, cũng như Final Fantasy 7 Remake nói riêng. Ngay từ những ngày đầu đặt chân lên nền tảng PC, cô nàng này đã khuấy đảo cộng đồng mạng bằng việc xuất hiện nhan nhản trên các web 18 cộng và trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều bậc nhất. Tuy nhiên, với các thượng nghị sĩ Ý thì có lẽ là chả ai biết cô nàng này là ai đâu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Vào thoát kiện đỏ đen. Vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, một tòa án liên bang tại Mỹ đã chính thức bác bỏ đơn tố cáo cuối cùng trong loạt đơn nhằm vào Valve liên quan đến cá cược skin CSGO từ cách đây 6 năm. Theo đó, vào hồi những năm 2016, các bài báo về những trẻ em tuổi teen sử dụng thẻ tín dụng của cha mẹ để mua chìa khóa, rồi dùng những chìa khóa này để cá cược trên các trang web bên thứ ba, được lan truyền dưới tiêu đề: Vũ khí ảo biến trẻ em thành những con bạc khát nước.
Đấy là nguyên văn bài báo Forbes hồi đó. Các phụ huynh đã đồng lòng gửi một loạt đơn kiện vào và Steam đã khiến con em họ trở thành con bạc. Nhưng có vẻ như sau một thời gian dài tranh cãi, cuối cùng Valve cũng chiến thắng. Đầu tiên, về cáo buộc Valve sở hữu các trang web cá cược skin này, dĩ nhiên là đơn kiện không thể chứng minh được. Sau khi thất bại, các phụ huynh chưa muốn bỏ cuộc, thế là họ nhắm tới cơ chế chìa khóa và hòm vật phẩm của CSGO, cho rằng Valve đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng tại bang Washington, lừa dối các phụ huynh này bằng cách ngụy trang các sản phẩm cờ bạc dưới hình thức là video game. Về mặt cờ bạc, công ty này tranh cãi bằng luật không hề đề cập đến loot box là một dạng cờ bạc. Về cáo buộc lừa dối khách hàng, tòa án phán quyết rằng khi mà phụ huynh đâm đơn kiện còn chả dùng Steam bao giờ, thì Valve lừa dối họ kiểu gì? Kể từ năm 2016, Valve đã nói không với các trang cá cược skin và gửi yêu cầu ngừng hoạt động đến hơn 20 trang web như thế. Tuy nhiên, không ít trong số chúng vẫn còn hoạt động cho tới ngày nay. Battlefield 2042 tệ đến nỗi hacker không thèm bán chip nữa. Trước ngày ra mắt thì Battlefield 2042 được rất nhiều game thủ trông đợi, đến nỗi các bản hack được tung ra trước khi tựa game này được ra mắt tận 2 tháng. Tuy nhiên, khi xuất xưởng thì tựa game này nhận được vô số lời chê từ các tờ báo, reviewer cho đến game thủ. Từ cách chơi cho đến số lượng bug glitch thì nhiều có lẽ chỉ kém Sao Băng mà thôi. Và tôi khá chắc là từ đây cho đến khi tôi cưới vợ thì Sao Băng là vô địch. Xin vĩnh biệt. Vì lẽ đó, số người từ bỏ từ game này ngày càng nhiều, đến nỗi sản phẩm của EA và DICE có số lượng người chơi tụt xuống thấp hơn cả người tiền nhiệm đã 3 năm tuổi là Battlefield 5. Nay thì đến lượt nhóm hacker bán cheat cho trò chơi này cũng ngừng hỗ trợ. Nhưng không phải vì EA làm anti-cheat ghê quá, mà vì game ít người chơi quá, bán cheat có ma nào mua đâu. Chưa hết, nhóm hacker này cho hay vì game giật lắc nhiều quá, thế nên phần mềm cheat cũng không hoạt động một cách hiệu quả. Ái chà chà, đúng là chống hack kiểu EA. Là một game tệ mà không ai có thể chơi nổi, thế là không bao giờ có hack. Easy. EA tiếp tục bị bóc phốt. Trong tuần trước thì có không ít người dùng chuyên mua bán cầu thủ trong tựa game FIFA của EA cho biết tài khoản của mình bị một hacker đột nhập và chuyển hết tiền đi. Theo đó, tài khoản bị hack này đều nằm trong nhóm 100 tài khoản có khối lượng mua bán nhiều nhất tuần, với số lượng tiền trong tài khoản đáng giá đến hàng nghìn bảng Anh. Chuyện hacker tấn công thì không phải thứ quá mới mẻ. Cái tôi muốn nói đây là cách mà hacker đột nhập vào tài khoản này. Thay vì dùng những kỹ thuật cao siêu như trên phim Hollywood thì lỗ hổng được khai thác lại cực kỳ thủ công. Theo đó, kẻ này chỉ cần vào bảng xếp hạng của game và lấy game tag của người chơi dùng nhiều tiền nhất, và rồi liên hệ với bộ phận kỹ thuật khách hàng của EA và giả vờ như là chủ tài khoản. Có vẻ như bằng cách này, hacker có thể lấy được email đi cùng tài khoản đó, cũng như đổi mật khẩu, chiếm quyền điều khiển hoàn toàn. Sau khi vụ việc được tung lên mạng, một đại diện của EA cho biết công ty này đã điều tra và cho biết rằng bằng nhiều thủ đoạn lừa đảo thì những cá nhân với ý đồ xấu đã lợi dụng sơ hở về mặt con người trong đội ngũ nhân viên chăm sóc trải nghiệm khách hàng của mình, vượt qua bảo mật hai lớp để chiếm đoạt một số tài khoản FIFA. Theo chính số liệu của EA thì con số này chỉ dưới 50 tài khoản, và hiện tại thì EA đang tìm cách hồi phục lại quyền sở hữu cho chính chủ của nó, cũng như hứa sẽ không tái phạm một lần nào nữa. Tuy nhiên, đây không phải là cú phốt duy nhất của EA trong tuần vừa qua. Star Wars Battlefront 2, một sản phẩm khác của EA, tiếp tục bị hãng này đem con bỏ chợ. Theo trang IGN, từ tháng 10 năm ngoái đã có nhiều báo cáo của người chơi về vấn đề một số ván chơi bị lỗi khiến tất cả player không thể chết. Lỗi này dường như chỉ ảnh hưởng tới người chơi trên PC, nhưng gặp ở tất cả các mod chơi mạng khiến cho người chơi không thể nào giảm xuống dưới một máu. Và boom, các ván đấu trở thành nơi tấu hề như thế này đây. Ban đầu, vấn đề này hiếm hoi lắm mới xuất hiện, nhưng dường như bằng một cách quy bu nào đó, ngày càng nhiều người gặp phải hơn. Cuối cùng, đến cuối tháng 12 vừa qua, thì nhiều game thủ đã gọi từ game Star Wars Battlefront 2 là hoàn toàn không thể chơi được. Thế thì phản ứng của EA là gì? Công ty này đưa ra tuyên bố mình đang điều tra nguyên nhân và viện lý do là vừa ăn Tết xong nên công việc đang còn tồn động nhiều lắm, các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù những thông báo của người chơi đã bắt đầu xuất hiện từ 3 tháng trước, nhưng các bạn kiên nhẫn chờ đợi nhé. Trong lúc đó thì công ty này sẽ vẫn bán game lấy tiền, còn có chơi được hay không thì kệ. Nhiều thám tử mạng đưa ra một dự đoán của mình về nguyên nhân của lỗi này. Một bản hack game với chức năng là biến người chơi trở thành bất tử được chia sẻ miễn phí trên mạng, nhưng lại không có cách để tắt. Đây là lý do hiện tượng này ngày càng tăng và lây lan như một dịch bệnh, bởi một khi đã cài vào người thì người chơi đó sẽ không thể nào chết được nữa. Và các bạn biết gì không? Đây không phải là tựa game đầu tiên. EA thường xuyên đem con bỏ chợ với các sản phẩm đã cũ của mình. Một ví dụ tiêu biểu là tựa game Titanfall mà bọn tôi đã làm hẳn một video về nó. Tin vắng.
Disney và Tencent công bố sẽ hợp tác làm tựa game MMORPG dựa trên vũ trụ Avatar, có tên gọi là Avatar Reckoning. Dĩ nhiên thì đây sẽ là một tựa game trên hệ điều hành iOS và Android, tức là game mobile, và sẽ được phát hành vào cuối năm nay. Vào giữa năm ngoái thì có một tựa game cũng thuộc vũ trụ Avatar là Avatar Frontier of Pandora được Ubisoft tung trailer và ngày hoàn thành đâu đó vào cuối năm luôn, tức là cùng dịp với phần phim hậu bản Avatar 2 được dự tính ra mắt. Thấy Rod công bố đồ Jack L, một tựa game đối kháng trong vũ trụ League of Legends, công ty mẹ là Tencent cũng không chịu kém cạnh, thế là họ bắt tay vào làm Codename Dawnbreak, một tựa game đối kháng trong vũ trụ Vương giả Vinh Diệu. Chỉ nhìn qua đoạn video gameplay thì có thể thấy tựa game này lấy cảm hứng rất lớn từ Super Smash Bros. Của Nintendo, chỉ thay nhân vật bằng hàng của 10 xu mà thôi. Tựa game thì chưa ra mắt, nhưng có vẻ Tencent đã tỏ rõ tham vọng biến nó thành một bộ môn eSports với giải đấu quy mô trong tương lai. Đây không phải là tựa game đầu tiên thuộc vũ trụ mở rộng của Vương giả Vinh Diệu. Trước đó, Tencent cũng đã công bố Honor of Kings World, một sản phẩm tuy mới có vài trailer và hình ảnh, nhưng đã dính nghi án đạo nhái. Bộ sưu tập ảnh động NFT của Konami mà tuần trước chúng tôi đưa tin được đem đi đấu giá nhân dịp kỷ niệm 30 năm dòng game Castlevania tuần này đã được bán hết, với tổng giá trị là hơn 162.000 đô cho 14 cái ảnh. Lợi nhuận to như thế, hèn chi công ty game nào cũng lao vào. Nhân tiện thì tôi có bán NFT hình mặt tôi nhưng mà thân hình của Musa với giá khởi điểm là 162 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì inbox tôi nhé. Khi còn đang kiện tụng thì Free Fire vẫn không bỏ quên các người chơi của mình và chăm chỉ ra sự kiện. Event đầu năm của tựa game này có lẽ là thứ được dự đoán từ khá lâu, màn hợp tác với dòng game Assassin's Creed của Ubisoft. Tuy nhiên, phải đợi đến tháng 3 thì nó mới chính thức được bắt đầu. Trong quá khứ, cũng giống như Fortnite, Free Fire thường xuyên có các sự kiện crossover, ví dụ như với Attack on Titan, One Punch Man, Street Fighter 5, vân vân và may. Vừa qua thì Riot Games cũng công bố kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của mình, và không ngoài dự đoán, có rất nhiều sản phẩm, phim và âm nhạc. Trong bài đăng dài như thơ chúc Tết của mình, CEO Niccolo Loren cho biết Riot muốn trở thành một tổ chức vì game thủ, thay vì chỉ là một công ty làm game đơn thuần. Nghĩa là thay vì tập trung làm cân bằng tướng thì tổ chức các giải đấu eSports, làm phim, làm MV ca nhạc đều là những thứ cực kỳ quan trọng để đưa đến một trải nghiệm hoàn thiện nhất cho game thủ. Trong tương lai gần, dự tính của Riot sẽ là ngoài phát hành một số game mới còn có Arcane Season 2 và kha khá bất ngờ khác. Nữ diễn viên Bella Ramsey, thủ vai Ellie trong series The Last of Us của HBO cho biết bộ phim sẽ được trình chiếu vào cuối năm nay. Theo Corey Balak, Corey Balak, giám đốc của Santa Monica Studio, thì việc Sony đưa God of War và các tựa game độc quyền khác lên PC là do chính các studio con thuộc tập đoàn này yêu cầu. Trong lúc đó, như các bạn đều biết thì các modder nhà ta rất sáng tạo, thế là họ cạo luôn bộ râu của Ratos bằng một bản mod. Và vừa rồi là tất cả những gì mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong tuần vừa qua. Nếu thấy video này hay và đầy đủ thông tin thì hãy mua hình NFT của tôi với giá khởi điểm là 162 triệu. Đừng quên nhấn vào nút like, nút share và cả nút đăng ký kênh Game Cực Hay để được giảm giá 10%. Tôi, người bán, Hứa Văn Minh xin chào và hẹn gặp lại.